Thưa các đồng chí và quý vị, xác định thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp hướng đến đại hội đảng bộ quân sự tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2020. Được chọn là đơn vị thực hiện đại hội điểm cho lực lượng vũ trang tỉnh, đảng bộ phòng chính trị, bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng cho đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của Đảng ủy quân sự tỉnh về tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ quân sự tỉnh, trong đó giao cho Đảng bộ phòng chính trị tổ chức đại hội điểm, sau đó rút kinh nghiệm cho các đảng bộ cơ sở tổ chức. Đảng ủy phòng đã có bước chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho đại hội. Phòng phát động đợt thi đua lập thành tích hướng về đại hội với nhiều hoạt động thiết thực, trong đó vai trò của mỗi đảng viên được nâng cao nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, sự chủ động và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị hướng về đại hội. Với vai trò là một đảng viên của đảng bộ thì luôn ra sức phấn đấu cố gắng là hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những cái nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến công tác tổ chức, chuẩn bị và bảo đảm thành công cho đại hội, về việc soạn thảo văn kiện, về việc thực hiện các công tác bảo đảm khác như trang trí, tuyên truyền và một số mặt bảo đảm công tác để phục vụ cho đại hội. Đảng bộ phòng chính trị được chọn tổ chức đại hội điểm trong số các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ quân sự tỉnh là một vinh dự. Tuy nhiên, đây cũng là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải chu đáo, chặt chẽ và có tính toàn diện mới bảo đảm hoàn thành tốt các nội dung phân việc theo quy trình tiến độ. Với tinh thần trách nhiệm trong công tác chuẩn bị, nhất là thực hiện đúng quy trình, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ trong lựa chọn nhân sự cấp ủy, đến thời điểm hiện tại, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phòng chính trị đều đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới. Thì đối với Đảng ủy của phòng chính trị xác định đây là một cái đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là một cái nhiệm vụ chính trị trong năm 2020. Thì chúng tôi đã tiến hành là xây dựng là các văn kiện liên quan đến đại hội. Trong đó chúng tôi cũng đã tập trung vào ba cái văn kiện chính. Thứ nhất là báo cáo chính trị. Thứ hai đó là đề án nhân sự. Thứ ba đó là chương trình hành động. Bên cạnh đó thì đối với đề án nhân sự thì chúng tôi luôn luôn là coi trọng tiêu chuẩn về trình độ, về phẩm chất, về năng lực. Trong đó lấy cơ cấu về số lượng và chất lượng là phải hợp lý và phù hợp với các tiêu chuẩn để những đồng chí có đầy đủ về tiêu chí để tham gia vào trong ban chấp hành Đảng bộ phòng chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 cho đầy đủ về phẩm chất đạo đức, đủ sức lãnh đạo chỉ đạo phòng chính trị thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm trong cái thời gian tới. Thì trong thời gian vừa qua thì cũng có đoàn công tác của tỉnh ủy vào kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ phòng chính trị, thì chúng tôi cũng được đánh giá rất là cao. Cơ quan đã tích cực chủ động quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện, đồng thời tiến hành tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho đại hội. Đến thời điểm hiện nay thì có thể nói là công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ phòng chính trị đã đạt được tới 90% tiến độ công việc. Trong thời gian tiếp theo thì cơ quan tiếp tục tham mưu hoàn chỉnh các cái nội dung để hoàn thành tốt công tác chuẩn bị. Đến thời điểm này, tất cả các công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ phòng chính trị đã hoàn tất. Tin chắc rằng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, nhất là các đảng viên trong Đảng bộ phòng, Đại hội Đảng bộ phòng chính trị sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, làm cơ sở để các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh rút kinh nghiệm, học tập, vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các đại hội tiếp theo một cách thành công.